Xin cảm ơn Bộ trưởng. Mời Bộ trưởng Bộ Công an trao đổi thêm với vấn đề mà đại biểu đã nêu ra, đại biểu Bến Tre. Xin lỗi. Đại biểu Đỗ Huy Khánh là Đồng Nai. Bộ trưởng có 3 phút tối đa. Tôi xin trả lời câu hỏi của đại biểu Đỗ Huy Khánh Đồng Nai về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng là một cái công tác rất trọng tâm của lực lượng công an triển khai trong thời gian vừa qua. Chúng tôi triển khai thì nói là gương mẫu đi đầu trong khâu tổ chức thực hiện trên cả 3 phương diện. Cái phương diện thứ nhất là công tác phát hiện, điều tra, xử lý các cái vụ án tham nhũng tiêu cực được ngành công an đẩy mạnh tích cực. Thì cái này thì Ban chỉ đạo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương đánh giá coi đây là một điểm sáng trong cái hoạt động này. Phương diện thứ hai mà chúng tôi cũng tập trung là chống tham nhũng tiêu cực, làm trong sạch nội bộ, ngay trong nội bộ của lực lượng công an. Muốn làm chống tham nhũng tiêu cực được thì phải sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tạo những việc đó và nâng cao cái ý thức và làm trong sạch nội bộ. Và cái phương diện thứ ba chúng tôi tập trung làm là cải cách thủ tục hành chính, quản lý quản trị xã hội bằng pháp luật, nhưng đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cho doanh nghiệp. Đấy, chứ không vì những cái mà quản lý cái đó làm gây khó khăn, gây nhũng nhiễu, gây khó dễ cho xã hội, cho nhân dân, cho doanh nghiệp. Thì ba cái phương diện đó, đặc biệt là với cái cải cách thủ tục hành chính của cái đề án 06, thì cái này thì cũng đang được chính phủ tập trung, không những chỉ ngành công an mà các ngành. Mà trước hết nếu mà làm được cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân được cái việc này, giảm hẳn được cái tham nhũng vặt. Đây là vấn đề bức xúc mà cử tri cũng đã rất nhiều lần quan tâm đến việc này. Không tiếp xúc người và giải quyết qua thủ tục hành chính, không còn cái điều kiện để thực hiện tham nhũng vặt. Thì đấy là cái kết quả. Thế và thực tế thì chúng tôi thấy cái việc điều tra, quyết định, rồi đến công tác truy tố, xét xử nghiêm các cái đối tượng tham nhũng với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, không bất kể người đó là ai, là vừa qua đã thực hiện được tốt. Và cái thứ hai là đã góp phần cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm, thu hồi được nhiều tài sản cho nhà nước. Đấy, trong cái việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, không để cho đối tượng trốn ra nước ngoài và cũng không dám trốn ra nước ngoài. Vừa qua đã xử lý được rất nhiều những cái đối tượng này. Và cái kết quả nữa là từ những cái việc đó thì đã tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào phòng chống tham nhũng tiêu cực trở thành một xu thế không thể đảo ngược. Thì cái việc này thì sơ bộ kết quả như vậy. Thế còn về một số những cái giải pháp nâng cao cái hiệu quả công tác phòng chống tiêu cực tham nhũng trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị 4 cái giải pháp. Cái thứ nhất là phải tập trung hoàn thiện cái thể chế, nâng cao cái hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, không để sơ hở thiếu sót để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Những vấn đề thấy rõ có sơ hở thiếu sót chỉ ra trong công tác thì phải khẩn trương khắc phục ngay. Ví dụ vừa rồi kiến nghị rất nhiều những cái việc từ trên những cái lĩnh vực quản lý tài chính, tín dụng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đăng kiểm phương tiện, phòng chống buôn lậu, thì qua những cái vụ án thực tế vừa rồi là sửa đổi, chỉnh lý rất nhiều những cái quy định này. Cái thứ hai là chỉ đạo rà soát bổ sung các cái quy định để kiểm soát quyền lực, nhất là những người đứng đầu các bộ ngành địa phương, quy định cụ thể và có chế tài mạnh mẽ để cắt đứt các quan hệ doanh nghiệp sân sau, không để hình thành các đối tượng có thể thao túng được nhiều cơ quan. Nhiều số vụ án vừa qua xảy ra, vụ Việt Á, vụ giải cứu, vụ một số những việc đó, và đặc biệt là khâu xử lý đối tượng. Xin báo cáo với Quốc hội các đồng chí là hiện nay chúng tôi xử lý với 2 cái tội danh chính trong những cái nhóm tham mô tham nhũng này. Một là tội tham mô tài sản, tức là lấy ăn cắp tài sản của nhà nước, của nhân dân về làm tài sản riêng của mình. Đấy là bản chất của cái tội tham mô tài sản. Cái thứ hai là đưa hối lộ và nhận hối lộ. Chúng tôi chưa bắt những cái đối tượng nào vừa qua liên quan đến cái việc đó mà không nhận tiền. Thế nhưng ở đâu đó có cái chuyện là bây giờ xử lý quá, cán bộ sợ không dám làm, là không phải. Không phải làm trái, không phải lợi dụng chức vụ quyền hạn, mà là nhận hối lộ, ăn hối lộ. Thì cái việc đó là xử lý nhân dân rất đồng tình và xử lý rất tốt vào những cái việc đó. Cái thứ ba là trong một số vụ án vừa qua thì cái số người bị hại rất đông. Đấy, thành ra cái việc thu hồi tài sản là có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đấu tranh phòng chống tham nhũng làm sao phải thu hồi được tài sản của nhà nước, của nhân dân, là cái việc đó. Thì vừa qua những cái việc này làm và tiếp tục sẽ phải làm.
gắn bó ngay từ đầu, từ khâu phát hiện đã kê biên kê khai tài sản, không để đối tượng tẩu tán tài sản làm cái việc đó. Cái thứ tư nữa là chúng tôi cũng đề nghị tiếp tục chuyển đổi mạnh cái chuyển đổi số, đảm bảo công khai minh bạch trên các lĩnh vực, có phải hạn chế tham nhũng, đặc biệt là cái giải pháp về tham nhũng vặt. Chính phủ hiện nay cũng đang chỉ đạo khẩn trương đẩy mạnh cái đề án 06 để một trong những nhiệm vụ phục vụ nhân dân, nhưng mà cũng là phòng chống tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng vặt, tham nhũng hàng ngày. Đây cũng là một cái rất nhức nhối. Tôi xin cảm ơn. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có 6 phút để trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Trần Anh Tuấn, thành phố Hồ Chí Minh, và ý kiến tranh luận của đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn Thái Bình. Kính thưa Quốc hội, kính thưa các đại biểu Quốc hội và thưa toàn thể các quý vị, tôi xin được trao đổi cái nội dung câu hỏi của đại biểu Anh Tuấn ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cho đây là một câu hỏi rất là khái quát, cũng rất là hay. Thì ý thứ nhất thì chúng tôi xin nêu như thế này. Một là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, phân định chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm và giải quyết các kiến nghị của địa phương, hay nói khác là về mặt thủ tục hành chính thì được coi như là có thể nói là một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ theo cái nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 18 Ban chấp hành Trung ương khóa 13, khóa 12 và nghị quyết 27, 28 Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Thì tôi cho đây là một cái nội dung rất là lớn như vậy. Thì quán triệt tinh thần này thì phải nói là trong thời gian vừa qua thì với sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Quốc hội thì Chính phủ đã triển khai rất nhiều việc để thực hiện cái nhiệm vụ này. Mà nổi lên thì chúng tôi thấy đó là tập trung rất quyết liệt cho cái vấn đề tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy. Thì cái việc này tôi không nói nữa thì các quý vị đại biểu cũng đã nắm được rồi. Cái thứ hai đó là tập trung quyết liệt cho phân cấp phân quyền, vừa là để thực hiện cái 5-6 của Quốc hội. Và trong phân cấp phân quyền thời gian vừa qua thì có thể nói là Quốc hội cũng đã đôn đốc, giám sát rất chặt chẽ. Chính phủ triển khai rất nhiều việc. Trong đó thì Quốc hội cũng đã ban hành được 2-3 luật và ban hành được 8 cái nghị quyết, có thể nói là có ý nghĩa rất lớn cho sự phát triển của các vùng đối với các địa phương về chính sách đặc thù. Và Chính phủ thì đã ban hành được 344 các cái nghị định, nhưng trong đó thì có 26 trên 26 cái nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Trong đó đã khắc phục được tất cả những vấn đề giao thoa. Trong đó theo tinh thần chỉ đạo của Quốc hội cũng như là của Chính phủ thì Thủ tướng Chính phủ đã tập trung rất quyết liệt để mà thực hiện cái phân cấp phân quyền ngay trong chính các cái nghị định về chức năng nhiệm vụ này. Thế và theo đó thì các bộ ngành thì cũng đang rất nỗ lực để mà thực hiện cái phân cấp phân quyền. Nhưng trên thực tế thì như đại biểu Tuấn nêu, thực tế vẫn còn rất nhiều những cái khó khăn và vướng mắc. Nó vẫn đang là cái điểm nghẽn cho sự phát triển của chúng ta. Và còn có một cái nội dung nữa, đó là về mặt thủ tục hành chính. Hay nói khác là trả lời các cái vấn đề kiến nghị, đề xuất của địa phương mà các bộ ngành trung ương thì trả lời còn rất chậm. Thì chúng tôi thấy đây là một thực tế. Thì về giải pháp thì chúng tôi cũng đề nghị có mấy cái giải pháp như thế này. Một, đó là chúng tôi cũng mong muốn đề nghị các bộ ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện cái hệ thống thể chế để đảm bảo một cách đồng bộ, thống nhất, liên thông và gắn chặt với cái việc mà thực hiện phân cấp phân quyền cũng như cắt giảm tối đa các cái thủ tục hành chính. Cùng với vấn đề này thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho Chính phủ để trình Quốc hội trong cái kế hoạch của những năm tới là sẽ thực hiện cái việc mà sửa đổi cái luật tổ chức Chính phủ và luật chính quyền địa phương để thông qua đây để mà chúng ta giải quyết tiếp những vấn đề còn vướng mắc, nhất là vấn đề liên quan đến phân cấp phân quyền. Thì chúng tôi xin nói cái vấn đề lớn thứ nhất như vậy. Nhưng tuy nhiên thì các bộ cũng tiếp tục rà soát lại toàn bộ các cái nghị định và đề xuất với Chính phủ để sửa đổi các nghị định thông tư có liên quan để làm sao mà chúng ta cũng giảm bớt tất cả những vấn đề còn đang khó khăn vướng mắc trên thực tiễn, trên tất cả các cái nội dung mà đại biểu Tuấn đã nêu. Cái ý thứ hai nữa thì chúng tôi cũng đề nghị là hơn lúc nào hết phát huy cao độ cái vai trò
của người đứng đầu trong cả hệ thống chính trị chúng ta, đặc biệt là các bộ ngành cũng như là các địa phương, để làm sao đó mà chúng ta cùng nhau tập trung để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tháo gỡ những rào cản để thúc đẩy cho sự phát triển, nhất là về vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, về vấn đề phân cấp phân quyền, cũng như là tiếp tục rà soát lại cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan ở cấp tỉnh. Thì chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí rất lưu ý vấn đề này, vì nếu không là chúng ta sẽ có rất là nhiều những khó khăn và vướng mắc, và càng còn có các cái nhiệm vụ khác thì có thể nói là chúng tôi thấy xoay quanh vấn đề này nó là vấn đề rất là lớn, để chúng tôi xin nêu mấy ý như vậy. Thứ hai là đối với lại ý kiến tranh luận của đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung Thái Bình, thì trước hết là tôi đồng tình rất cao. Vậy thì trước hết đó là chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống thể chế để đảm bảo được cái hành lang pháp lý thúc đẩy cái tự chủ. Mà riêng đối với tự chủ giáo dục thì chúng tôi cũng đề nghị là trước mắt Bộ Giáo dục Đào tạo, như chúng tôi đã nói vừa rồi đấy, thì nghiên cứu để mà chúng ta sửa đổi cái luật giáo dục đại học. Cái thứ hai nữa đó là sớm để mà sửa đổi cái nghị định 81 làm cái cơ sở tính phí cho các cái đơn vị sự nghiệp giáo dục, đặc biệt đó là giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, chúng ta có thể thực hiện được cái vấn đề tự chủ này và các vấn đề hành lang pháp lý có liên quan đến cái chức năng của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là của Bộ Tài chính. Ý thứ hai đó là thực tế hiện nay thì chúng tôi được biết là Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thì cũng đang tập trung để mà chỉ đạo Bộ Giáo dục Đào tạo để sớm sửa đổi một số các nghị định có liên quan, trong đó có nghị định 81, để mà chúng ta đảm bảo được cái việc mà sớm có cái định mức cho cái thu học phí đối với lại các cấp, đảm bảo được cho cái năm học 2023-2024. Và vấn đề nữa, chúng tôi cũng đề nghị các bộ ngành chỉ đạo để chúng ta phê duyệt cái đề án tự chủ của các cái đơn vị sự nghiệp theo cái quyết định tại cái nghị định 120 của chính phủ, để bao quát được 4 phương diện: về nhiệm vụ, về tổ chức bộ máy, về nhân sự, về tài chính, để các cái đơn vị sự nghiệp có thể thực hiện tự chủ được. Xin hết ý kiến.